Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ năm ngày mùng 3 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong bản tin tối ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thí sinh Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế yên tâm trong buổi thi đầu tiên. Việt Nam xếp hạng cao về đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị khán giả, mới đây đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã có bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Bài viết đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Bài viết khoảng 7.000 từ, trong đó đã đánh giá kỹ lưỡng nhiều chiều kết quả nhiệm kỳ Đại hội 12. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực. Nhìn vào những kết quả thực tiễn, nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu này, đặc biệt là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội 12 đã tạo dựng niềm tin to lớn, sự đồng thuận trong nhân dân. Tâm đắc cái bài thứ nhất, rằng đúng xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh, nhưng mà cái khâu làm toàn diện liên tục và triệt để nhưng phải có trọng tâm trọng điểm. Mà trọng tâm trọng điểm kỳ này là xây đội ngũ, xây dựng đội ngũ, đặc biệt đội ngũ cán bộ chiến lược và đặc biệt là người đứng đầu. Các cái hội nghị mà Ban chấp hành Trung ương đều nói đến công tác tổ chức từ cấp dưới lên đến cấp trên thật chặt chẽ được cái khâu cán bộ. Cho nên là mà cái phần nhất là cái phần tham nhũng mà Tổng Bí thư kỳ này làm được quyết liệt như thế là dân mến lắm, dân quý lắm. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng nhiều chiều kết quả nhiệm kỳ Đại hội 12, bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn công tác lãnh đạo. Đặc biệt nhiều người bày tỏ tâm huyết với bài học lấy dân làm gốc được chỉ ra trong bài viết. Cái tư tưởng lấy dân làm gốc nó không mới nhưng nó thể hiện rất là sinh động trong cái thời gian vừa qua. Với cái phương châm là dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng thì tất cả mọi chính sách, mọi chỉ đạo nó đều xoay quanh cái trục mà do dân vì dân. Thì tôi cho mong rằng là đến Đại hội 13 thì nó đã tiếp tục phát huy cái tinh thần này nó rõ hơn, nét hơn. Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo và quyết tâm rất cao của Đảng trong đại hội sắp tới. Với tầm nhìn xa hơn, cụ thể hơn, nêu những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài mà toàn Đảng, toàn dân phải đồng lòng, nỗ lực thực hiện. Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Năm 2030, đấy tôi 78 tuổi, tôi cũng hy vọng rằng tôi giữ gìn sức khỏe này, với vào cái niềm tin để tôi được chứng kiến cái mức đời sống trung bình cao như thế nào, trong đó tôi cũng được hưởng thụ. Đấy là điều mà tôi mong muốn. Bài viết lần này đúng dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, như một lời nhắn nhủ các tổ chức đảng về trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa. Khi ý Đảng, lòng dân hòa quyện cùng mong muốn, khát vọng và ý chí vươn tới một tương lai rạng rỡ của đất nước và toàn dân tộc thì nhất định sẽ thực hiện được mọi mục tiêu đã đề ra. Mặc dù sản xuất trong nhiều điều kiện bất lợi, nhưng tổng sản lượng chăn nuôi 8 tháng đầu năm nay vẫn tăng 6,3% và không xảy ra các điểm dịch hại lớn. Đây là một trong những nội dung được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản năm 2020 diễn ra sáng nay, mùng 3 tháng 9 tại Hà Nội. Tính đến thời điểm này, có 98% số xã trên cả nước đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Chăn nuôi thủy sản, dịch bệnh cũng được kiểm soát khá tốt đối với các đối tượng chính là cá tra, cá ba sa và tôm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối với những tháng còn lại vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một là chúng ta biết là mật độ đàn và khối lượng đàn chăn nuôi chúng ta lớn như vậy thì nguy cơ xác suất rủi ro sẽ xảy ra rất cao.
Do đó đây là cái nguy cơ chúng tôi xác định, nguy cơ thứ nhất. Cái nguy cơ thứ hai nữa, chúng ta biết là cái quý 4 hàng năm là cái quý mà cái khối lượng các cái sản phẩm chăn nuôi, kể cả thủy sản, luân chuyển rất lớn, kể cả nguyên liệu, kể cả chế biến, kể cả tổ chức tiêu thụ, và không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu. Chính vì thế xác suất rủi ro gây ra cái tình hình dịch bệnh lan truyền rất là lớn. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng lưu ý đối với các ổ dịch tả lợn châu Phi, mặc dù đến thời điểm này đã khống chế khá tốt nhưng không thể chủ quan lơ là, bởi hiện nay bệnh này vẫn tái phát tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Để phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi gia súc gia cầm thủy sản, Bộ đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác quản lý chuyên ngành, công tác thú y. Đặt nhiệm vụ phòng bệnh là chính, cũng như chú ý tới khâu kiểm tra kiểm soát trong các khâu giết mổ, chế biến và lưu thông ra thị trường. Sáng hôm nay, gần 11.000 thí sinh của thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành môn thi đầu tiên trong đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần thứ hai. Trong buổi thi đầu tiên, công tác phòng chống dịch tại các điểm thi được thành phố Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ, qua đó tạo được tâm lý yên tâm cho thí sinh tham gia kỳ thi. Ghi nhận tại các điểm thi trong sáng sớm ngày hôm nay, hầu hết các thí sinh đều có mặt sớm hơn khoảng 15 phút so với thời gian quy định để chuẩn bị kỹ hơn cho các thủ tục ban đầu. Các bước của quy định phòng chống dịch được thực hiện đối với tất cả các thí sinh và là yêu cầu bắt buộc tại các điểm thi. Để đảm bảo an toàn phòng dịch cho thí sinh, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp trước và trong ngày thi. Các phương án dự phòng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Mặc dù thí sinh phải mang khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra buổi thi, nhưng theo các thí sinh thì việc này không ảnh hưởng nhiều đến việc làm bài thi, dù thời gian thi môn ngữ văn kéo dài 120 phút. Mặc dù đi thi là có khẩu trang nhưng mà con vẫn không cảm thấy là vướng víu gì hết, nhưng vẫn là rất là dễ chịu và phòng ốc thì cũng rất là mát mẻ, cho nên là không có bị áp lực hay là bị khó chịu khi trong lúc làm bài thi. Thì em cũng thấy thoải mái khi mà với an toàn khi mà thành phố đã xét nghiệm cho tất cả học sinh rồi. Nên là mình làm bài thì mình cũng không sợ phải là bị chi vẫn vấn đề gì nữa. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2, tỉnh Thừa Thiên Huế có 10 thí sinh dự thi. Đây là những thí sinh thuộc dạng F2 không được thi kỳ thi đợt 1 nên phải chờ sau thời gian cách ly hoàn thành để thi đợt này. Để kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các lực lượng công an, y tế, điện lực, xây dựng triển khai phương án đảm bảo 2 nguyên tắc an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh, an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO hôm qua tiếp tục ghi nhận Việt Nam đứng thứ 42 trong số 131 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đáng chú ý, Việt Nam đứng đầu trong nhóm các quốc gia cùng mức thu nhập. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu là bộ công cụ đánh giá xếp hạng năng lực sáng tạo của các quốc gia dựa trên 80 tiểu tiêu chí được WIPO cùng trường kinh doanh INSEAD và Đại học Cornell phối hợp biên soạn. Theo báo cáo mới công bố, Việt Nam duy trì vị trí 42 của năm ngoái, song đã có tiến bộ trong nhiều tiêu chí. Đáng chú ý là chỉ số công bố bài báo khoa học và kỹ thuật cùng chỉ số về năng lực hấp thụ tri thức đều tăng 13 bậc, chỉ số hợp tác viện trường và doanh nghiệp tăng 10 bậc và chỉ số về các sản phẩm sáng tạo tăng 9 bậc. Trong những năm qua, Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, thu được nhiều kết quả đổi mới ở nhóm chỉ số đầu ra hơn so với đầu vào, thuộc top 50 nền kinh tế đạt được tiến bộ đáng kể nhất trong bảng xếp hạng theo thời gian. Cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines, Việt Nam được xếp vào những quốc gia có năng lực đổi mới sáng tạo vượt bậc. Trong khi đó, Thụy Sĩ tiếp tục bảo vệ danh hiệu quốc gia đổi mới nhất thế giới trong năm thứ 10 liên tiếp. Tiếp theo là Thụy Điển và Mỹ. Sau đây là một số thông tin kinh tế tiêu dùng. Tại nhiều siêu thị ngày hôm nay, giá nhiều loại trái cây giảm sâu như bưởi Nam Roi chỉ còn 29.900 đồng 1 kg, bơ sáp loại 1 giảm 32.900 đồng 1 kg, thanh long Phan Thiết 23.900 đồng 1 kg, bưởi hồng da xanh túi lưới 1,5 kg, giá khuyến mãi còn 64.300 đồng, xoài cát chu còn 34.900 đồng 1 kg, dưa hấu còn 29.800 đồng 1 kg. Trái cây nhập khẩu cũng giảm mạnh tại các kệ hàng của nhiều siêu thị. Việt quất Mỹ hộp 125g, giá chỉ 49.900 đồng. Sầu riêng Musang King còn 400.000 đồng 1 kg. Kiwi xanh New Zealand giảm còn 130.000 đồng 1 kg. Cherry vàng Mỹ chỉ 550.000 đồng 1 kg. Sau 2 ngày giảm liên tiếp, hôm nay giá nhiều mặt hàng thực phẩm như rau, củ, thịt lợn, thủy sản đã giữ ổn định. Tại khu vực phía Bắc, ngày hôm nay giá cải ngọt, cải xanh được bán ra ở mức 20.000 đồng 1 kg, đậu que 15.000 đồng 1 kg, đậu đũa 9.000 đồng 1 kg, cà chua 12.000 đồng 1 kg, hành lá 50.000 đồng 1 kg.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ hối thúc Triều Tiên nối lại đàm phán. Cuba siết chặt kiểm soát dịch COVID-19. Dịch sốt xuất huyết lan rộng tại Lào. Thưa quý vị khán giả, hôm qua Mỹ một lần nữa kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời cho rằng một tương lai tươi sáng hơn cho người dân và đất nước Triều Tiên đang ở phía trước. Theo ông David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có những bước đi xa hơn trong việc đưa ra những hành động mạnh mẽ để thuyết phục Bình Nhưỡng nối lại đàm phán. Ông Stilwell khẳng định chỉ có đàm phán mới đem lại tương lai tươi sáng hơn cho Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã điện đàm chia sẻ quan điểm việc sớm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng là cần thiết để đạt được tiến bộ thực chất trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đang bế tắc. Bình Nhưỡng tuyên bố chấm dứt giai đoạn ngừng thử vũ khí do phía Mỹ chưa đưa ra những nhượng bộ tương xứng trên bàn đàm phán. Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Triều Tiên phát triển các năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hàn Quốc sẽ lập một quỹ trị giá gần 17 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới để xúc tiến những dự án nhằm tạo ra hàng triệu việc làm và khôi phục nền kinh tế bị dịch COVID-19 tác động nặng nề. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, quỹ này sẽ bao gồm 2,5 tỷ đô la Mỹ do chính quyền đầu tư, gần 3,4 tỷ đô la Mỹ từ các tổ chức tài chính nhà nước và gần 11 tỷ đô la Mỹ từ các tập đoàn tài chính tư nhân và công. Không giống các dự án hạ tầng thông thường, thỏa thuận mới gồm 28 dự án với mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sang nền kinh tế thân thiện môi trường, cũng như tăng đầu tư công vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ 5G. Để hỗ trợ người dân đầu tư tiền vào quỹ này, chính phủ sẽ đưa ra những ưu đãi về thuế. Hồi tháng 7, Seoul tuyên bố sẽ đầu tư gần 135 tỷ đô la Mỹ từ nay cho đến năm 2025 nhằm tạo ra 1,9 triệu việc làm và phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Hôm qua, Cuba đã siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có chiều hướng lan rộng ở đảo quốc Caribe, đặc biệt là tại thủ đô La Habana. Theo đó, Cuba đã lần đầu tiên áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm kể từ khi dịch bùng phát hồi cuối tháng 6, với hiệu lực từ 7 giờ tối tới 5 giờ sáng hôm sau. Người dân thủ đô La Habana cũng không được rời thành phố và chỉ được phép mua nhu yếu phẩm tại những cửa hàng gần nhà, trong khi hoạt động sử dụng đồ uống có cồn ở nơi công cộng sẽ bị cấm. Những biện pháp này sẽ kéo dài trong 2 tuần nhằm kiểm soát nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng. Hiện số ca mắc COVID-19 tại Cuba đang có dấu hiệu tăng mạnh khi ghi nhận hơn 30 trường hợp mắc mới trong ngày 1 tháng 9, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên hơn 4.000, trong đó có 95 ca tử vong. Giới chức y tế Cuba nhận định, sự lơ là trong ý thức phòng dịch của người dân là nguyên nhân dẫn tới tình trạng dịch lan rộng, đồng thời yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp kiểm soát dịch. Hôm qua, Ấn Độ đã cấm thêm 118 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có các dịch vụ do tập đoàn Tencent cung cấp. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng sau các cuộc đụng độ tại biên giới ở dãy Himalaya. Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết, các ứng dụng bị cấm bao gồm tựa game nổi tiếng PUBG và các dịch vụ khác do tập đoàn Tencent cung cấp, cùng các trò chơi, dịch vụ thanh toán trực tuyến, trang web hẹn hò và thậm chí cả phần mềm chỉnh sửa ảnh. Các ứng dụng trên bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu người dùng và chuyển chúng ra nước ngoài, dẫn tới các hoạt động gây tổn hại tới chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, nền quốc phòng của Ấn Độ, an ninh của nhà nước và trật tự công cộng. Quyết định của New Delhi được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng kinh tế liên quan đến cuộc đối đầu ở biên giới hai nước. Trước đó, hồi tháng 6, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả nền tảng chia sẻ video TikTok. Sang tháng 7, Ấn Độ cấm thêm 47 ứng dụng khác. Tính đến nay, bệnh sốt xuất huyết đã xuất hiện ở cả 18 tỉnh thành của Lào và có dấu hiệu diễn biến nguy hiểm bất chấp các nỗ lực phòng chống dịch. Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Lào, riêng trong ngày 1 tháng 9, nước này đã ghi nhận thêm 51 ca mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số người mắc bệnh từ đầu năm tới nay lên gần 5.800, trong khi tổng số người thiệt mạng là 11. Thủ đô Viêng Chăn vẫn là địa phương có số người mắc và tử vong cao nhất. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch, giới chức Lào đang tìm cách tăng cường thông tin về dịch bệnh này cho người dân, đặc biệt là các khu vực vùng sâu vùng xa. Thống kê cũng cho thấy số ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2019 tại Lào tăng gấp 4 lần so với năm 2018, bất chấp các nỗ lực phòng chống dịch. Bản tin trong nước và quốc tế tối ngày 3 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.